Máy móc Minh Trí xin chào tất cả anh em nhá. Như anh em có hỏi tôi review cái bộ cờ lê 61 chi tiết và bộ cờ lê 128 chi tiết, thì hôm nay nhân tiện hàng vừa về, tôi sẽ review qua cho anh em xem. Đây là bộ cờ lê 61 chi tiết này, anh em có thể nhìn thấy tay công của nó là tay cờ lê của nó này. Sản phẩm này nhá, giá là 1,2 triệu. Đấy, miễn phí vận chuyển về tận nhà cho anh em. Hàng này thì hết sẩy luôn. Anh em nào là thợ sửa chữa hay là anh em nào là sửa chữa gia đình ấy, chúng ta mua cái này về ấy, chấm hết luôn. 61 chi tiết. Sản phẩm có vali đi kèm. Anh em có thể nhìn thấy chất lượng không? Sợi. Đồ khẩu của nó này bóng loáng luôn. Đây là một trong những cái sản phẩm của Đài Loan sản xuất, được đánh giá là cao cấp nhất trên thị trường hiện nay, với mức giá tầm trung là 1,2 triệu. Sản phẩm này nhá, cực kỳ chất lượng và uy tín, dành cho những anh em nào chúng ta sửa chữa gia đình, hoặc là những anh em nào là thợ sửa chữa xe máy, ô tô, thợ cơ khí. Sản phẩm rất là chất lượng, rất là đẹp. Còn nếu mà anh em vẫn chưa thỏa mãn với cái bộ 61 chi tiết này, thì anh em có thể sang cái bộ 128 chi tiết này. Đây là một trong những cái bộ coi như là đầy đủ của đầy đủ nhất trong cái dòng cờ lê đầu khẩu rồi. Cờ lê này, đầu khẩu này, xem cái cao nhất của nó bao nhiêu. Sợi ơi, đẹp quá. Ok, 32 anh em ạ. Rất chất lượng nha anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy thế này. Sợi ơi, nhẹ nhàng. Xem cờ lê của nó nè. Chrome Valium 19. Quá chất lượng. Cờ lê nó này. Hòa thị này. Tất cả các sản phẩm nhá, bộ cờ lê 61 chi tiết này giá là 1,2 triệu. Còn bộ cờ lê 128 chi tiết này giá là 2 triệu, miễn phí vận chuyển về tận nhà cho anh em. Anh em hình dung một bộ mà 2 triệu đầy đủ tất tần tật những thứ mà anh em cần, đang cần, sẽ cần và sắp cần. Anh em có thể nhìn thấy bút thử điện này. Đấy. Tua vít này. Không thiếu bất cứ một cái gì cả. Khi nào cần chúng ta chỉ việc mở vali ra và tất cả các thế giới đồ nghề đã nằm trong tay của anh em. Anh em có thể nhìn thấy không thiếu bất cứ một thứ gì. Rất là hy vọng là cái bộ sản phẩm này sẽ giúp ích được nhiều trong công việc sửa chữa gia đình của anh em, cũng như là thợ sửa chữa ô tô, xe máy, thợ cơ khí nhé. Mọi chi tiết đặt mua sản phẩm xin vui lòng liên hệ máy móc minh trí.com 0915498666. Vui lòng like hay subscribe kênh YouTube của mình để xem khảo thêm những cái sản phẩm chất lượng nha anh em nhé.